Hiếu Phan Blog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video hôm nay. Thì cái video này Hiếu xin chia sẻ cái đoạn ghi âm của bà Trùm, người phụ nữ quyền lực đứng bên cạnh anh Thiện Đạt, để xem coi người phụ nữ này nói xấu gì về Thiện Am nhé quý vị. Hiếu chúc quý vị khán giả thân yêu trong và ngoài nước xem video vui vẻ và có một ngày thật là nhiều sức khỏe, an lành và ấm no, hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau đây mời quý vị cùng nghe đoạn ghi âm ạ. Xin được thống nhất câu chuyện xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ từ đầu năm 2020 đến nay. Vào khoảng trung tuần tháng Giêng năm 2020, người nhà của ông Lê Tùng Vân cùng với bà Cao Thị Cúc và một số thành viên đã dẫn hai đứa trẻ sơ sinh lên xã Hòa Khánh Tây để xin hợp thức hóa nuôi hai bé mồ côi được cho là
Video đến đây đã hết. Nếu rất là chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi à. Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng có cái tiếng nói của mình để hiểu rõ hơn về cái sự việc này nhé quý vị. Hiếu xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.